Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Chúng ta biết năm 2024 là một cái thời điểm khá may mắn và thành công đối với những người tuổi Canh Tý 1960. Do được cục diện tam hợp thái tuế nó tương trợ, lại thêm cái vận khí nó đang đi lên, nên là đây là một năm mà quý vị gặp được khá nhiều cái may mắn. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, tháng nào là tháng tốt, tháng nào là tháng xấu? Và quý vị cần phải lưu ý cái điều gì để có được cái tài lộc may mắn quanh năm? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, tháng nào là tháng tốt, tháng nào là tháng xấu? Và những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng cần phải lưu ý điều gì để có một cái thời điểm may mắn, tài lộc và có được cái sức khỏe tốt? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phân tích chi tiết ngay sau đây. Thì đầu tiên chúng ta biết những người tuổi Canh Tý là những người sinh năm 1960, có thiên can là Canh, địa chi là Tý, người này có lá số là Dương Nữ, có ngũ hành nạp âm là Bích Tượng Thổ, cung mệnh là cung Tốn thuộc Mộc, được gọi là Lương Thượng Chi Thử, có nghĩa là chuột trên xà, có xương con chuột, tướng tinh con dê, con nhà Huỳnh Đế, quan lộc bần cùng. Quý vị thân mến, thì đầu tiên trước khi xét vào chi tiết từng tháng của 6 tháng đầu năm ấy, thì chúng ta cũng xét qua một chút về cái vận trình tổng quan của những người tuổi Canh Tý nữ mạng trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Khi mà chúng ta nắm bắt được cái vận thế của năm thì chúng ta sẽ đưa ra được những luận đoán trong từng tháng nó được chính xác và được thuận lợi nhất, đúng không ạ? Cũng như là gì? Tránh được những hung tinh và tăng cường những cát tinh để giúp cho những người tuổi Canh Tý nữ mạng có thể gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc trong năm. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi. Chúng ta có Tý gặp Thìn. Đó, chúng ta có Tý gặp Thìn thì nó là cục diện tam hợp. Nói chung cái cục diện tam hợp quý nhân nó nâng đỡ, nên là những người tuổi Canh Tý nữ mạng sẽ đón cái vận trình rực sáng trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Gia chủ đang có được những cái lợi thế, đang có được những cái bước tiến triển rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp. Nói chung gia chủ biết cái mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực để thực hiện cái mục tiêu đó. Các nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ được cấp trên giao cho đều được những người tuổi Canh Tý hoàn thành một cách là xuất sắc ở cái trách nhiệm cao nhất. Nói chung ấy, không chỉ là công việc mà cái vận trình tài lộc của những người tuổi Canh Tý trong cái năm 2024 ấy cũng được trải thảm hoa hồng. Con đường kiếm tiền thì ngày càng được rộng mở. Những người làm công ăn lương thì có thêm thu nhập từ những cái khoản làm thêm. Những người buôn bán kinh doanh thì làm ăn phát đạt. Nhìn chung ấy, cái thu nhập của những người tuổi Canh Tý sẽ tăng lên đáng kể trong cái thời gian này. Vậy nên là gì? Để được cái cát tinh tam hợp nó tương trợ giúp đỡ, may mắn nhiều hơn, thì những người tuổi Canh Tý hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế là một cái pháp khí phong thủy để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Khi mà được thái tuế tương trợ thì công việc nó sẽ được hanh thông thuận lợi và cái vận trình năm nó cũng sẽ được hóa giải, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can. Chúng ta có Canh gặp Giáp thì nó là cục diện thiên tài. Nói chung ấy, trong năm 2024 được thiên tài nó ghé thăm, nó cho thấy những người tuổi Canh Tý rất giỏi thể hiện cái bản lĩnh của mình trong cái việc kiếm tiền. Nói chung cái bằng kinh nghiệm thực tế và bằng cái năng lực của mình ấy, thì ngay cả trong cái tình huống khó khăn nhất thì gia chủ tuổi Canh Tý cũng đủ khéo léo mở ra những cái cơ hội tốt để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. Thế nên cái chuyện người tuổi Canh Tý dùng dính tiền tiêu cũng là cái điều dễ hiểu. Gia chủ cũng có thể là kiếm tiền bằng cái việc đi làm thêm, hoặc là gì, bằng cái việc đầu tư kinh doanh, rồi thì cũng may mắn hơn do được cái thiên tài nó lâm vận, nó hỗ trợ.
Bên cạnh đó thì chúng ta biết cái địa chi Thìn nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có canh gặp Mậu thì nó là thiên ấn, đúng không ạ? Canh gặp Quý nó là thương quan và canh gặp Ất thì nó chính tài. Như vậy là gì? Trong năm 2024 ấy thì có những cái cát tinh nó hỗ trợ. Vậy nên là gì? Cái vận trình của những người tuổi tuổi Canh Tí ấy cũng sẽ cát lành nếu như quý vị nắm bắt được cái cơ hội, nắm bắt được cái vận thế này. Đầu tiên chúng ta cùng xét canh gặp Mậu thì nó là cái thiên ấn. Được thiên ấn trợ lực trong năm 2024 ở trong cái thiên can ẩn tàng ấy, nó cũng sẽ gì giúp cho những cái người tuổi Canh Tí nữ mạng có thể hoàn thành được những cái mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Cũng như là gì, thiên ấn nó sẽ mang lại cái sự may mắn, cái sự thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Gia chủ thì luôn có quý nhân phù trợ, nên là ấy, làm việc gì cũng gì nhạy bén khôn ngoan và cũng sẽ hoàn thành tiến độ một cách xuất sắc. Thêm nữa chúng ta có canh gặp Quý thì nó là thương quan. Tiếc rằng trong năm thì có thương quan nó lâm vận, nên là nó cũng sẽ kéo theo cái vận trình của những người tuổi Canh Tí, nữ mạng, đi theo cái chiều hướng xấu. Quý vị cẩn thận với cái họa tiểu nhân, kéo mà lại gì bị tiểu nhân quấy phá, khiến cho gì mất công, mất việc, mất chức, mất quyền. Đó. Thêm nữa chúng ta có canh gặp Ất thì nó là chính tài. Cái chính tài nó nâng đỡ trên cái vận trình của những người tuổi Canh Tí, nữ mạng. Nó sẽ giúp cho cái công việc nó sẽ được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó cái chính tài nó cũng sẽ vượng vận quý nhân, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Quý vị cứ làm việc chăm chỉ, nỗ lực thì cũng sẽ đạt được những thành tích, và tiền bạc thì cũng không phải nghĩ trong cái thời gian này. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái tháng, trong cái năm 2024 ấy, thì những người tuổi Canh Tí nữ mạng vẫn có những cái cát tinh nó chiếu mệnh, như là cái tam hợp, cái thiên tài, cái thiên ấn và cái chính tài, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì quý vị cũng gặp cái vận hạn do cái thương quan nó mang lại, cái họa tiểu nhân. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Canh Tí nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Tí nữ mạng sinh năm 1960. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa xét xong cái mối quan hệ thiên can địa chi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận hạn của năm. Vận hạn của năm thì quý vị đã biết ấy, những người tuổi Canh Tí sinh năm 1960 nữ mạng trong năm 2024 năm Giáp Thìn là 65 tuổi. Ở cái tuổi 65 thì quý vị gặp cái sao hạn là cái sao Văn Hớn và cái hạn năm là cái hạn Ngũ Mộ. Bên cạnh đó gia chủ còn gặp cái hạn tam tai năm thứ ba, đúng không? Tam tai năm thứ ba. Vậy nên đây cũng là một cái thời điểm mà khiến quý vị gì cần phải là gì nỗ lực nhiều hơn nữa và cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có được cái thành công như ý. Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái sao hạn sao Văn Hớn, đúng không ạ? Cái sao Văn Hớn thì là một cái trung tinh, nó không quá tốt cũng không quá xấu. Gặp cái sao này chiếu mệnh thì công việc cũng chỉ ở mức trung bình. Thì ngoài ra ấy, những người tuổi Canh Tí nữ mạng cũng cần phải đề phòng cái chuyện thị phi, đề phòng cái chuyện thương tật, ốm đau bệnh tật hay là nóng nảy mồm miệng. Và cũng đề phòng những cái họa gặp hình thương một cách bất ngờ, cũng như là gặp cái kiện cáo, cái kiện tụng. Cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng 2 và cái tháng 8 âm lịch. Vậy nên cái tháng 2 là cái tháng Đinh Mão và cái tháng 8 là tháng Quý Dậu, là hai cái tháng mà những người tuổi Canh Tí cần phải hết sức lưu tâm. Bên cạnh đó quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn Ngũ Mộ, đúng không ạ? Các cụ nói là gì? Ngũ Mộ hạn xấu tổn tài. Đấy. Cái sao Ngũ Mộ nó, cái hạn Ngũ Mộ nó chủ về cái chuyện hao tài tốn của, chủ về cái sự bất an. Khi mà gặp cái sao cái Ngũ Mộ, hạn Ngũ Mộ nó chiếu mệnh ấy thì trong nhà nó không được yên, sức khỏe thì bị suy giảm. Trong năm thì quý vị cũng không nên tin người quá đáng, không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng, vay tiền cho bất kỳ ai, kẻo lại gì vừa mất tiền vừa mất bạc và sẽ bị gì phụ cái lòng tin của mình. Thêm nữa, trong năm quý vị cũng cần phải gì cẩn thận trong việc mua đồ đạc, kẻo lại bị lừa, dẫn đến chuyện mất mát về tiền bạc. Bên cạnh đó xét về cái hạn tam tai thì những người tuổi Canh Tí là gặp cái hạn tam tai năm thứ ba. Khi mà gặp cái hạn tam tai năm thứ ba thì nó cũng nói lên rằng là gì, trong năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, tuy là cái hạn tam tai nó ở năm thứ ba ấy, nhưng mà
nó cũng sẽ gặp nhiều cái bất lợi, gặp nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên nó không phải là khó khăn xuyên suốt trong năm. Đấy. Thì vẫn có những cái điểm sáng bất ngờ ở mỗi cái chặng đường. Nhất là khi cái vận khí nó được hanh thông do có được cái cát tinh như là cái thiên tài, cái tam hợp nó soi chiếu. Đó. Vậy nên là quý vị hãy tận dụng khi mà gặp đúng cái thời điểm gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đây chính là cái thời cơ tốt để cho những người tuổi Canh Tý nữ mạng thể hiện đấy, cũng như là nhìn lại chính mình, khắc phục những cái điểm yếu và phát huy những cái điểm mạnh, chớp lấy cái thời cơ để phát đạt, thăng tiến gấp nhiều lần so với cái thời gian trước đó. Vậy nên để hóa giải cái sao hạn là sao Văn Hớn, hạn Ngũ Mộ cũng như là cái hạn Tam Tai, thì trong năm 2024 ấy, vào cái dịp đầu năm ấy, thì những người tuổi Canh Tý nữ mạng, quý vị hãy làm một cái nghi lễ gọi là nghênh sao giải hạn. Thêm nữa, những người tuổi Canh Tý nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân để mà hóa giải. Cái Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, phía trên nó có hình chữ vạn của nhà Phật, đúng không? Tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát tường. Ở phía sau ấy, thì nó là cái hình chữ phúc, đấy, tượng trưng cho cái phúc đức, cái may mắn do được gì? Do được quý nhân phù trợ. Bên cạnh đó phía dưới là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một trong loại đá quý trong phong thủy, nó được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp cho gia chủ có được cái may mắn, có được cái tài lộc, đó, có được cái sức khỏe và có được cái sự bình an. Đặc biệt cái Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo bên mình thì sẽ giúp quý vị được tịnh tâm an nhiên. Đấy, nó cũng sẽ giúp hóa giải cái vận hạn xấu của năm, như là cái sao Văn Hớn, cái hạn Ngũ Mộ cũng như là cái hạn Tam Tai năm thứ 3. Giúp gia chủ có được cuộc sống may mắn, bình yên, tài lộc trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Cái Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa xét xong về cái vận hạn trong năm 2024 của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng. Thì đây là một cái năm khá là cát lành và may mắn, đúng không ạ? Quý vị sẽ được cát tinh là thiên tài tam hợp cũng như là gì? Cái thiên ấn và chính tài nó tương trợ. Vậy nên đây là một cái năm mà sẽ giúp cho gia chủ thâu thu được cái tài lộc, có được cái may mắn, sức khỏe dồi dào. Bên cạnh đó thì quý vị cũng gặp một số cái vận hạn như là cái sao Văn Hớn, cái hạn Ngũ Mộ cũng như là cái thương quan lâm vận. Nhưng mà quý vị cũng đừng quá lo lắng. Đấy, cái vận hạn trong năm, vận khí trong năm rất là tốt. Vì thế mà nó cũng sẽ giúp gia chủ đánh bay được những cái vận hạn này và có được những cái bước tiến thành công may mắn hơn trong cuộc sống, trong tương lai. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, những người tuổi Canh Tý sẽ gặp những cái vận hạn gì và có những cái may mắn nào đến với gia chủ tuổi Canh Tý nữ mạng? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tiếp theo chúng ta cùng xét lên tháng 3. Tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Chúng ta có Thìn gặp Tý thì nó là cục diện tam hợp. Lại được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nên là ấy, những người tuổi Canh Tý sẽ có cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình trong công việc hoặc là trong các lĩnh vực mà gia chủ đang theo đuổi. Nếu mà làm tốt thì gia chủ hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu và vượt xa đối thủ. Vậy nên là gì? Quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Bên cạnh đó, có Canh gặp Mậu thì nó là cái thiên ấn. Cái thiên ấn nó giúp đỡ, nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình của những người tuổi Canh Tý được tốt lành hơn. Một vài cái mục tiêu, một vài cái dự định cá nhân cũng như là những cái kế hoạch của gia chủ cũng sẽ dễ trở thành hiện thực. Thêm nữa, trong cái tháng 3 Mậu Thìn này, chúng ta có địa chi Thìn ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Canh gặp Mậu thì nó là thiên ấn, Canh gặp Quý nó là thương quan và Canh gặp Ất thì nó chính tài. Như vậy là gì? Trong thời gian này thì có cái thiên ấn nó độ mệnh, nó cũng sẽ giúp cho cái công việc, cái mục tiêu của những người tuổi Canh Tý dễ trở thành hiện thực. Bên cạnh đó lại gặp cái thương quan thì nó cũng nói lên rằng là gì? Gia chủ cần phải cẩn thận hơn với bạn đồng nghiệp, với bạn bè, với những người xung quanh. Kẻo lại gì? Đôi khi cái sự thành công của những người tuổi Canh Tý cũng sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ mà sinh ra cái ý định hãm hại hoặc là gây tổn thương. Đó. Thêm nữa chúng ta Canh gặp Ất thì nó là chính tài. Thì được cái chính tài nó lâm vận, nó nhập mệnh thì nó cũng sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Canh Tý trở nên thuận lợi hơn, hanh thông hơn, gặp nhiều cái may mắn hơn. Tuy nhiên, quý vị lại gặp cái Lưu Niên Đế Vượng ở trong này. Đấy. Cái Đế Vượng nó nhập mệnh thì nó cũng nói lên rằng trong thời gian này ấy, thì không ít người tuổi Canh Tý trở nên cao ngạo hơn,
khi mà bản thân có những cái thành tích, có những cái bước đột phá, còn những người khác thì không có. Nếu mà gia chủ cứ giữ cái thói quen này thì cái cuộc sống của gia chủ sẽ phải lao đao lận đận trong tháng này, do có kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ và tìm cách gây hại. Lời khuyên cho gia chủ trong thời gian này là cần nên dĩ hòa vi quý nhá, dĩ hòa vi quý. Khi mà có tiền hoặc là khi có địa vị cao thì cũng không nên khinh thường người khác. Thêm nữa, trong tháng 3, tháng Mậu Thìn thì quý vị có lưu niên Thái Tuế và lưu niên Thanh Long. Vâng. Cái Thái Tuế này thì nó là tối đẳng thượng thần rồi, nó chủ về cái sự hình thương đấy, chủ về cái sự bất lợi trong công việc. Nhưng mà cái sao Thanh Long nó là một cái sao giải thần tốt, nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được cái sự vui vẻ, có được cái sự may mắn, có sự may mắn đó. Vậy nên là gì? Đây là cũng là một cái tháng tốt nhá. Tháng 3 là một cái tháng tốt với những người tuổi Canh Tí 1960, thậm chí nó là tháng tốt số 1, tháng tốt nhất luôn ấy. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 4. Tháng 4 thì chúng ta có Tí gặp Tỵ, đúng không? Tí Thủy gặp Tỵ Hỏa thì tức là gì? Cái sức khỏe nó cũng sẽ bị đi xuống và các mối quan hệ nó cũng gặp nhiều cái bế tắc, gặp nhiều trắc trở. Đó. Vì vậy trong thời gian này thì những người tuổi Canh Tí nữ mạng ấy cũng cần phải chuyên tâm giữ gìn sức khỏe của mình. Nên là tích cực luyện tập thể dục thể thao. Quý vị có thể tập dưỡng sinh hoặc yoga vân vân. Hoặc là gì, có thể là quý vị cũng tăng cường cái mối quan hệ, năng nổ đi giao lưu, kết nối để gì được có được cái cuộc sống cũng như có được cái mối quan hệ chất lượng. Từ đó sẽ giúp cho cái tư tưởng được thoải mái hơn và không phải lo lắng nhiều trong cuộc sống, thì sức khỏe của quý vị cũng sẽ tốt hơn. Thêm nữa chúng ta có Canh gặp Kỷ, nó là chính ấn. Cái chính ấn nó cũng sẽ mang lại những cái cơ may, giúp gia chủ tuổi Canh Tí nữ mạng có thể thể hiện được cái quyền lực, thể hiện được cái sự uy quyền của mình, và từ đó cũng sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi và gặp nhiều cái may mắn trong cái thời gian này. Bên cạnh đó chúng ta có địa chi Tỵ thì nó ẩn tàng bát thiên can, Bính Mậu và Canh. Chúng ta có Canh gặp Bính thì nó là thất sát, Canh gặp Mậu thì nó là thiên ấn, và Canh gặp Canh nó là tỷ kiên. Như vậy là gì, cái trong cái tháng này thì cũng có những cái cát tinh nó ẩn tàng như thiên ấn và tỷ kiên, cũng như cái sát tinh là cái gì, là cái thất sát. Vì vậy để hóa giải cái thất sát và mang lại cái cát tinh cho may mắn do cái thiên ấn và cái tỷ kiên mang lại, thì những người tuổi Canh Tí hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Canh Tí sinh năm 1960 nữ mạng. Thưa quý vị, bên cạnh cái cát tinh ấy, thì những trong tháng này thì những người tuổi Canh Tí có cục diện là lâm quan nhập mệnh, có lưu niên lâm quan nhập mệnh. Cái lưu niên lâm quan nó cũng cho biết là gì, trong cái tháng này thì những người tuổi Canh Tí nữ mạng sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia. Dù cho việc lớn hay việc nhỏ thì gia chủ đều không nề hà và ai nhờ thì cũng làm. Nói chung ấy, những gia chủ tuổi Canh Tí trong thời gian này sẽ nổi bật với cái tư duy nhạy bén, với cái khả năng phân tích của gia chủ cũng sẽ được chú ý và được đánh giá khác biệt, mới lạ so với người khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cách làm của gia chủ, nên là gì, quý vị cứ làm, có thành công thì mọi người ắt sẽ phải nghe theo. Thêm nữa trong tháng lại có lưu niên tiểu hao và cái thiên không. Cái tiểu hao nó chủ về cái chuyện hao tốn về tiền bạc đấy. Cái thiên không cũng vậy. Vậy nên là gì, trong thời gian này quý vị cũng cẩn trọng nhé, quản lý tài chính thật tốt để không xảy ra những chuyện thất thoát, không xảy ra những cái tai ương đó. Như vậy cái tháng này cũng là một cái tháng khá là tốt nhé, khá là tốt với những người tuổi Canh Tí nữ mạng nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét về tháng 5 là cái tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ chúng ta có Tí Thủy gặp Ngọ Hỏa, đúng không ạ? Tức là Thủy Hỏa là tương xung, hơn nữa Tí Ngọ là cục diện tương xung, vậy nên là gì? Nó xung với cả ngũ hành nữa, đâm ra là trong thời gian này thì cái mối quan hệ thì nó cũng bị suy giảm. Thứ hai là gì? Cái sức khỏe quý vị cũng cần phải gì? Cũng cần phải đề phòng. Thêm nữa là trong tháng này có Canh gặp Canh thì nó là Tỷ Kiên. Cái cục diện Tỷ Kiên nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Canh Tí trong thời gian này cũng cần phải hết sức cẩn thận khi đi làm, cẩn thận với cấp trên, với cấp dưới, với đồng nghiệp. Nói chung không phải ai cũng thân thiện, không phải ai cũng hiền lành để cho các bác giúp bầu tâm sự. Bên cạnh đó, khi đi làm thì gia chủ cũng cần phải lưu ý là cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói, kẻo lại gì gây mất lòng người khác nhé, và dễ bị tiểu nhân ám hại. Thêm nữa, địa chi Ngọ nó ẩn tàng hai thiên can Đinh và Kỷ. Chúng ta có Canh gặp Đinh thì nó là chính quan, Canh gặp Kỷ thì nó là chính ấn. Như vậy là trong thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cát tinh
chính quan sẽ mang lại cái công việc được hanh thông, thuận lợi, cái sự nghiệp thì nó sẽ được phát triển. Đó. Bên cạnh đó, cái chính ấn nó cũng sẽ giúp gia chủ tuổi Canh Tý củng cố được cái quyền thế, củng cố cái địa vị, củng cố được cái công việc của mình. Đó. À, thêm nữa, quý vị lại gặp cái liên liên quan đới. Cái quan đới nhập mệnh trong cái thời gian này thì nói chung ấy, nó cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho cái vận quý nhân của những người tuổi Canh Tý cũng sẽ tăng lên. Mọi sự thuận lợi vì đều được người khác giúp sức, thậm chí là những người tuổi Canh Tý còn được giúp đỡ để gây ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới, với cấp trên và được phụ trách những cái nhiệm vụ quan trọng. Thì ngoài ra nhờ cái tư duy nhạy bén ấy và cái khả năng phân tích nên những người tuổi Canh Tý nữ mạng nói chung ấy cũng được nổi trội và được chú ý hơn trong công việc. À, bên cạnh đó trong tháng có lưu niên tăng môn thì nó chủ về cái chuyện tăng tóc, chủ về cái chuyện buồn phiền. Cái lưu niên tướng quân nó chủ về cái sự uy quyền và quyền lực đó. Như vậy là gì, trong cái tháng này thì nói chung ấy cũng là một cái tháng với nữ mệnh thì nó là một cái tháng trung bình nhé, nó cũng không thật sự xấu. Trong tháng này quý vị cũng cần chú ý đến các mối quan hệ này, mối quan hệ và cái sức khỏe của mình. Đấy. Như vậy là gì, cũng sẽ được tốt lành hơn. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng 6 Tân Mùi chúng ta có gì, Canh Tý, Canh, Thân, Sửu, Mùi là quý nhân. Như vậy là gì, tháng này được quý nhân tương trợ giúp đỡ, đúng không ạ? À, bên cạnh đó chúng ta có Tý gặp Mùi là cục diện lục hại. Đó. Cục diện lục hại nó cũng sẽ kéo theo những người tuổi Canh Tý nói chung ấy, trong thời gian này thì dễ gặp chuyện bất an, tài vận lẫn sự nghiệp thì khó có những cái bước đột phá. À, bên cạnh đó trong năm thì thị phi nhiều, à, quý vị nên cẩn trọng và cố gắng nhiều hơn nữa. À, thêm nữa chúng ta có Canh gặp Tân thì nó lại là kiếp tài, đấy, lại gặp kiếp tài lâm vận, nên là ấy, những người tuổi Canh Tý nữ mạng sẽ khá là vất vả trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc lúc nào cũng chật vật, bận rộn, lại hay có tiểu nhân đeo bám. Đấy, những người tuổi Canh Tý là những người nhiệt tình thẳng thắn nhưng mà lại rất dễ bị lợi dụng. Vì vậy quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. À, thêm nữa trong cái địa chi Mùi này, nó ẩn tàng ba thiên can, Kỷ, Ất và Đinh. À, chúng ta có Canh gặp Kỷ thì nó là chính ấn, Canh gặp Ất nó là chính tài và Canh gặp Đinh thì nó là chính quan. Như vậy là gì, trong cái thiên can ẩn tàng vẫn ẩn chứa những cái cát tinh. Chỉ cần gia chủ tuổi Canh Tý nữ mạng nắm bắt được cái cơ hội này thì có thể là gì, chuyển vận giàu sang và có sẽ giúp cho mình có được một cái điểm bứt phá trong cuộc sống cũng như là trong công việc. À, thêm nữa trong tháng quý vị lại gặp cái lưu niên mộc dục. Mộc dục đúng không ạ? Cái lưu niên mộc dục nó cũng sẽ khiến cho cái cảm giác của những người tuổi Canh Tý trong thời gian này cũng không được ổn định. À, quý vị cảm thấy là trông chênh và đó cũng là điều thường thấy khi mà quý vị tiến hành công việc. Nói chung không ai dám chắc là tương lai sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng mà trong thời gian này những người tuổi Canh Tý hãy nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng hoàn thiện những cái việc mà mình được giao. Thì không ai có thể nói gì được mình cả. Và cũng sẽ, từ đó cũng sẽ giúp cho quý vị nắm bắt được cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình. À, bên cạnh đó quý vị lại có cái lưu niên thiếu âm và cái tấu thư. Cái tấu thư nó chủ về cái sự khéo léo, chủ về cái sự văn chương lý luận. À, nên là gì? Đặc biệt tốt cho những người mà làm các nghề như là gì, môi giới hay là gì, kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng sẽ rất là thuận lợi. Còn cái thiếu âm nó là quý nhân, nó cũng sẽ giúp đỡ cho những người tuổi Canh Tý nữ mạng có những cái bước đột phá, đấy, tiến đến thành công. Vậy nên cái tháng này nói chung ấy, gặp cái lưu niên đấy, là gì, cái cục diện lục hại và cái kiếp tài, nhưng mà nó còn rất nhiều cái cát tinh nó hỗ trợ, cái cơ hội may mắn cũng sẽ đến với những người tuổi Canh Tý nữ mạng. Chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội thì cái may mắn đều cũng sẽ được đến trong thời gian này. Đó, vậy nên là gì, cái tháng này là cát hay hung ấy, thì tùy nhá, tùy vào cái cách hành xử của những người tuổi Canh Tý. Nếu mà quý vị nắm bắt được cơ hội thì nó sẽ mang cho quý vị cái cơ hội kiếm được tiền bạc, may mắn và tài lộc. Còn nếu quý vị bỏ bơ lơ là ấy, thì cái kiếp tài và cái cục diện lục hại thì nó cũng sẽ kéo quý vị đi xuống rất là nhanh. Đó, à, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy thì trong cái tháng 6 tháng đầu năm ấy, cái tháng xấu nhất nó chính là cái tháng 5, đúng không ạ? Và cái tháng tốt nhất nó chính là cái tháng riêng. À, cái tháng 3 âm lịch. Nó là tháng tốt nhất. Còn các tháng như tháng 1, tháng 2, tháng 4 và cái tháng 6 ấy, tháng 1, tháng 2, tháng 4 là cái tháng tốt nhá. Còn tháng 6 thì là cát hung, là tùy vào cái cách hành xử của những người tuổi Canh Tý. À, tiếp theo chúng ta cùng xét tháng 3 là tháng Mậu Thìn. À, chúng ta có Tý gặp Thìn thì nó là cục diện tam hợp.
đó là cục diện tam hợp, thì được tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Canh Tý Nam Mạng sẽ được quý nhân nâng đỡ trên cái vận trình công việc cũng như là sự nghiệp của mình. Dù bản thân gia chủ cũng đủ cái bản lĩnh, đủ cái kinh nghiệm cũng như là đủ cái vốn sống để vượt qua tất cả, nhưng mà lại thêm cái sự trợ giúp của quý nhân, nên đây là cũng là một cái thời điểm mà quý vị gặp khá nhiều cái may mắn. Bên cạnh đó chúng ta có canh gặp Mậu thì nó là cái thiên ấn, cái thiên ấn nó chiếu mệnh, nó cũng sẽ nói lên rằng là gì, trong thời gian này thì quý vị sẽ hoàn thành được những cái mục tiêu, những cái dự định cá nhân của mình đấy, từ trước đến nay, và cũng sẽ đem lại cho quý vị cái danh tiếng, cái quyền uy và cái địa vị quan trọng. Đặc biệt là trong thời gian này thì những người làm lãnh đạo, những người làm quản lý ấy, sẽ gặp nhiều cái may mắn hơn nhé. Thêm nữa, cái địa chi Thìn nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có canh gặp Mậu thì nó là cái thiên ấn, canh gặp Quý nó là thương quan, và canh gặp Ất thì nó là chính tài. Như vậy là gì? Trong tháng được chính tài nó, được thiên ấn nó trợ vận, nó cũng nói đến rằng là gì? Quý vị sẽ dễ hoàn thành được cái mục tiêu, những cái dự định cá nhân của mình. Thêm nữa, chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội thì sẽ có được cái cơ may, gia tăng cái may mắn, cái tài lộc cho mình. Nhưng mà quý vị cũng cần phải chú ý, chúng ta có canh gặp Quý là cái thương quan, thì cái thương quan lâm vận nó cũng sẽ kéo theo cái vận trình của những người tuổi tuổi Canh Tý, đôi khi cũng do gì lỡ lời hoặc là do gì đắc tội với tiểu nhân mà sẽ rất dễ bị nghỉ việc, mất chức mất quyền đó. Thêm nữa, chúng ta có canh gặp Ất, nó là chính tài, thì cái chính tài nó lâm vận nó cũng sẽ kéo theo cái vận may về công việc. Quý vị cứ yên tâm, cứ làm công việc chính, nó tuy nó vất vả, nó khó khăn một chút, nhưng mà nó vẫn sẽ được gì, có được cái tiền bạc tài lộc ổn định với những người tuổi Canh Tý. Bên cạnh đó, trong tháng này thì có lưu niên Mộ nó nhập mệnh. Cái lưu niên Mộ nó nhập mệnh thì nó cũng báo hiệu thì trong thời gian này thì những người tuổi Canh Tý có thể là tự tin thể hiện cái cá tính của mình mà không sợ bị người khác chỉ trích hay nói xấu. Nói chung thời gian này thì những người tuổi Canh Tý chỉ muốn tập trung vào công việc và không muốn lãng phí cái thời gian cho những cái chuyện tầm phào ở bên ngoài. Tiếc rằng trong tháng này lại có cái lưu niên Phục Binh và cái Thái Tuế, đúng không ạ? Cái Phục Binh thì nó chỉ rằng gì, có sự mai phục, có sự ẩn chứa, có sự là gì ghen ăn tức ở mà gì, gây ra cái sự đố kỵ, ngầm hãm hại, đúng không ạ? Ngầm hãm hại. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức trong chú ý trong các mối quan hệ của mình nhé. Như vậy là cái tháng 3, tháng Mậu Thìn này, nói chung ấy thì vẫn là một cái tháng tốt nhá. Nói chung là các về vấn đề tài lộc, các mối quan hệ và cái sức khỏe của những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 3 này thì cũng là gì, cũng là tốt. Quý vị chỉ còn lưu ý đến cái vận hạn tiểu nhân một chút thì sẽ có được cái may mắn và thành công đến với mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 4. Tháng 4 nó là tháng Kỷ Tỵ, chúng ta có Tý Thủy gặp Tỵ Hỏa, đúng không ạ? Là xung khắc. Như vậy là trong tháng này thì cái sức khỏe bắt đầu nó suy giảm một chút và cái tài lộc, các mối quan hệ thì nó cũng bắt đầu là có những cái xích mích, có những cái mâu thuẫn nhất định. Thêm nữa, chúng ta có canh gặp kỷ thì nó là chính ấn. Cái chính ấn nó nói lên rằng là gì? Trong thời gian này quý vị cũng dễ hoàn thành những cái mục tiêu, những cái dự định của mình. Bên cạnh đó thì cái chính ấn nó cũng sẽ mang lại cái quyền lực, cái quyền uy, cái củng cố được cái vị thế, cái địa vị của những người tuổi Canh Tý nhá. Thêm nữa, chúng ta biết địa chi Tỵ thì nó ẩn tàng ba thiên can Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có canh gặp Bính thì nó là thất sát, canh gặp Mậu nó là thiên ấn, và canh gặp Canh nó là tỷ kiên. Nói chung cái khi mà canh gặp Bính là thất sát thì cái thất sát nó chiếu mệnh, nó cũng nói lên rằng là gì, trong công việc, trong cuộc sống thì gia chủ sẽ gặp những cái rắc rối khó lường khiến cho gia chủ cần phải phiền lòng và bận tâm. Nói chung ấy, trong cái tháng 4 ấy thì quý vị cũng cần phải giữ mình ạ, không nên bỏ qua những cái cơ hội tốt, và bên cạnh đó cũng phải để ý đến cái hạn tiểu nhân. Thêm nữa, cái sao thổ tú nó xấu nhất vào cái tháng 4 ạ. Thêm nữa, sáng này lại có sao thổ tú nữa, thổ tú nó xấu, vậy nên là quý vị cũng cần phải lưu ý nhá về cái sức khỏe và cái tài lộc của mình. Bên cạnh đó chúng ta có canh gặp Mậu nó là thiên ấn, thì cái thiên ấn nó nói lên rằng là gì, một vài cái mục tiêu, một vài cái dự định của quý vị cũng có thể thực hiện được thành công nếu như quý vị nắm bắt được cái vận thế, nắm bắt được cái cơ hội và thể hiện hết cái năng lực của bản thân. Tiếp theo chúng ta có canh gặp Canh nó là tỷ kiên, thì gặp cái tỷ kiên chiếu vận nên là quý vị đi làm cũng cần phải hết sức cẩn thận với cấp trên, với cấp dưới, với đồng nghiệp. Không phải ai cũng thân thiết hiền lành và cũng là người để gia chủ giúp bầu tâm sự,
Và đặc biệt khi đi làm thì quý vị cũng cần phải lựa lời mà nói, kẻo lại ảnh hưởng đến cái vận nhá, cái vận tiểu nhân nhá. Đó. Ở bên cạnh đó trong tháng lại có lưu niên đại hao và cái thiên không. Đấy. Ở trong tháng này cái đại hao nó chủ về sự hao hụt về tiền bạc. Cái tiền bạc này quý vị có thể là do cái sức khỏe nó yếu. Đó, có sức khỏe yếu thì bỏ tiền ra ra chữa bệnh. À, một số người thì do là gì, làm ăn đầu tư quá trớn, đâm ra là gì, dễ bị thất thoát về tiền bạc. Đấy, thì cũng do cái đại hao nó gây ra. Vậy nên đây cũng là một cái tháng, nó cũng gọi là một cái tháng mà cũng trung bình nha, trung bình, thậm chí là hơi xấu một chút với những người tuổi Canh Tí 1960. Đó. À, tiếp theo chúng ta xét đến tháng 5. Tháng 5 là tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ chúng ta có Tí Ngọ là tương xung. Cái cục diện tương xung này nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Canh Tí gặp nhiều cái xáo trộn. Đấy. Trong cuộc sống thì có nhiều cái thay đổi, môi trường xung quanh thì có nhiều cái biến động. Nói chung ấy, trong thời gian này đã không được quý nhân giúp đỡ, lại còn gặp cái nhiều cái chuyện rắc rối. À, nói chung tháng 5 thì quý vị, những người tuổi Canh Tí sẽ trở nên nóng tính hơn, trở nên là mất bình tĩnh hơn và thường xử lý các vấn đề bằng cái cảm xúc. Vậy nên nó cũng sẽ gây ra những cái khó khăn, những cái sai lầm trong công việc, khiến cho gia chủ phải mất tiền mất bạc để mà gì, để mà đền bù. À, bên cạnh đó chúng ta có Canh gặp Canh thì nó là Tỷ Kiên. Cái Tỷ Kiên nó nhắc nhở những người tuổi tuổi Canh Tí ấy, cần phải cẩn thận khi mà đi làm, cẩn thận với cấp trên, với cấp dưới, với đồng nghiệp đó. À, thêm nữa chúng ta có Địa Chi Ngọ thì nó ẩn tàng hai thiên can Đinh và Kỷ. Chúng ta có Canh gặp Đinh thì nó là chính quan và Canh gặp Kỷ thì nó là chính ấn. Nói chung ấy, được cái chính quan nó tương trợ thì nó cũng báo hiệu đây là một cái thời điểm mà quý vị có được cái cơ may, do là gì, được quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, thêm nữa lại được cái gì, cái chính ấn nó cũng báo hiệu là quý vị thể hiện được cái quyền uy của mình. Nếu như quý vị nắm bắt được cái cơ hội để gia tăng thêm cái chính quan và cái chính ấn ấy, thì cái tháng này cũng là một cái tháng may mắn đó. À, nhưng trong tháng này lại có lưu niên tang môn và cái bệnh phù. Tang môn nó chủ về cái mất mát, chủ về cái chuyện tang thương, chủ về cái chuyện đau buồn. Còn cái bệnh phù nó chủ về cái sức khỏe yếu. Vậy nên trong thời gian này quý vị cần lưu ý về vấn đề sức khỏe nhé. À, thưa quý vị, như vậy là trong tháng 6 này sức khỏe thì kém này, các mối quan hệ thì xảy ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái xung đột này, lại cái họa tiểu nhân nó vượng. Vậy nên đây cũng là một cái tháng xấu nhá, xấu, thật sự xấu với những người tuổi Canh Tí. Vì thế trong tháng này các bác cũng cần phải, thứ nhất là cần được bình tĩnh, xử lý vấn đề thì cũng không được sử dụng cái tình cảm mà phải sử dụng cái lý trí, cái sự quyết đoán của mình để mà hoàn thành thì có thể thoát khỏi được cái hạn này. À, tiếp theo chúng ta xét đến tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng 6 tháng Tân Mùi thì chúng ta có Canh Tí đúng không ạ? Canh Tí thì Canh lấy Mùi làm quý nhân. Lấy Mùi làm quý nhân. À, hơn nữa là gì? Tân Mùi là gì? Là thổ, Canh Tí là cũng là thổ. Thì hai hành tổ tí hòa, đây là cái vận quý nhân cũng khá là vượng. Đó. À, bên cạnh đó thì chúng ta có Tí Mùi là cục diện là lục hại. Lục hại. Vậy nên nó cũng kéo theo cái vận trình của những người tuổi Canh Tí ấy, cũng sẽ không được cắt lành cho lắm. À, bên cạnh đó chúng ta có Canh gặp Tân, nó lại là cái vận kiếp tài. À, cái kiếp tài lâm vận nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Canh Tí trong năm 2024, đặc biệt là trong tháng 6 ấy, thì sẽ phải vất vả trên con đường công danh sự nghiệp. À, công việc lúc nào cũng chật vật bận rộn, lại hay có kẻ tiểu nhân đeo bám quấy phá. Nói chung ấy, những người tuổi Canh Tí là những người nhiệt tình, nhưng mà gặp cái tình thế này thì nó cũng rất khó giải quyết. À, bên cạnh đó chúng ta có Địa Chi Mùi thì nó ẩn tàng thiên can Kỷ, Ất và Đinh. À, Canh gặp Kỷ thì nó là chính ấn, Canh gặp Ất nó là chính tài và Canh gặp Đinh thì nó là chính quan. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cái cát tinh. À, vậy nên những người tuổi Canh Tí, nếu mà quý vị biết nắm bắt lấy cái cơ hội, nắm bắt lấy cái vận thế của mình thì vẫn có cơ hội xoay chuyển được cái tình thế, biến xấu thành tốt và có được những cái may mắn tài lộc nhất định trong cái tháng 6 âm lịch này. Đầu tiên chúng ta có Canh gặp Kỷ nó là chính ấn. Cái chính ấn nó cũng thể hiện được cái quyền uy, cái quyền lực cũng như cái địa vị của những người tuổi Canh Tí. À, trong thời gian này thì những người tuổi Canh Tí có chính ấn nó trợ lực. Nên là đặc biệt với các bác đang chuẩn bị đi tăng lương thăng chức ấy, hoặc là những bác làm nghề tự do ấy, hoặc là các bác muốn gì, muốn có cái cơ hội để thể hiện mình ấy, thì cũng không cần phải lo lắng quá. À, tuy nhiên nếu các bác muốn có được cái may mắn tài lộc thì cái sự nỗ lực là cái sự không thể thiếu trong cái tháng 6 với những người tuổi Canh Tí nhá.
Thêm nữa, canh gặp Ất là chính tài thì cái chính tài nó nâng đỡ, nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình công việc của những người tuổi tuổi Canh Tý sẽ được may mắn cát lợi hơn. Gia chủ thì luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ và có được những cái may mắn để mình. Bên cạnh đó, có canh gặp đinh thì nó là chính quan. Cái chính quan nó cũng sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn. Đó. Nhưng mà tất cả những cái cát tinh này nó chỉ nằm trong cái thiên can ẩn tàng. Vậy nên là gì? Nó đòi hỏi tốt hay xấu thế nào thì cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách hành xử của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Quý vị mà hành động đúng, nắm bắt được cơ hội thì sẽ gia tăng thêm được cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Thêm nữa là trong tháng 6 thì nó có lưu niên hỷ thần và cái thiếu âm nó trợ lực. Thì đây cũng là hai cái cát tinh nó mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái sự thuận lợi cho cái vận trình của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 năm mạng. Vì thế mà quý vị hãy nắm bắt lấy cái cơ hội này để thay đổi cái vận mệnh của mình nhé. Tóm lại thì trong cái tháng này là một cái tháng nói chung là xấu với những người tuổi Canh Tý, nhưng may mắn lại được có rất nhiều cái cát tinh nó hỗ trợ. Vậy nên cái cát hung của tháng này như thế nào ấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào cách hành xử của những người tuổi Canh Tý. Đấy, nếu mà nắm bắt được cái cơ hội thì sẽ gặp may mắn, còn nếu không quý vị bỏ lỡ mà cứ than thân trách phận ấy thì sẽ gặp cái cục diện là khó khăn, nó sẽ ập đến. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 năm mạng. Và cái tháng tốt nhất đối với những người tuổi Canh Tý thì đó là cái tháng 3, tháng Mậu Thìn. Đó. Thì quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình nhé. Bên cạnh đó, cái tháng tiếp theo có thể tốt hơn, đó là chính là cái tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng này là gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ và có rất nhiều cái cát tinh trong thiên can ẩn tàng cũng như là cái lưu niên ủng hộ. Vì thế mà quý vị hãy nắm bắt lấy cái vận thế, nắm bắt lấy cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 năm mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.